Chào cả nhà, nay mình lại nhà quen gần đây nè cả nhà. Rồi cái giờ mình về á, ngang bệnh viện Bảo Quang Bình, nên mình quay lại khám phá một xíu cho cả nhà xem. Chắc là chỉ khám phá xung quanh thôi cả nhà, bởi vì á là giờ người ta rào cao lắm, mình vô thì nó cũng kỳ á. Nhà người dân kế bên á, cảnh đây là ngoài cũng kế mặt lộ rồi cả nhà, ngoài bên kia lẻ trái lên là cầu Bến Lức. Để mình gọi coi có gắn rít không rồi mình quay lại cho cả nhà xem. Này nó nằm một cạnh ngoài sát mặt tường đó, sát mặt đường cả nhà. Cảnh tối thì giờ tầm 10 giờ rưỡi nên nó âm u, cũng hơi âm u cả nhà. Để khám phá tương đối cho cả nhà xem ha. Mấy giá phòng thì về ấy hết rồi cả nhà. Rồi cái tràm thì bự lắm đấy. Mình đi ngang rồi mình hôm trước mình có khám phá đặt máy ban ngày một xíu rồi. Đây thì mình quay ban đêm mà khám phá từ xa cho cả nhà xem nha. Hôm trước khám phá ban ngày với chú Năm đó, thì nó ấy lắm. Này, mình ổ nhện. Cầm hai đèn pin ngay cái nhà, tại anh đi có mình cầm hết lụp chụp một xíu. Khu đó là hình như cái khu ngồi chờ tiếp bệnh nhân đó cái nhà. Ngày lần cây thì nó có cỏ mọc bó quen nên cỏ mọc um tùm rồi. Phía sau này hồi đó mình khám phá ban ngày thì là có một dãy cả nhà truy cập vô kênh á, xem những clip khám phá ban ngày cái nhà. À, sẵn tiện đường rồi mình quay lại clip ban đêm tương đối một phần nào đó, góc nào đó cho cái nhà. Này hành lang ở ngoài bên ghế đá đó cả nhà. Là chờ ngồi bệnh nhân ngồi chờ đó nha. Cảnh đêm thì bữa tối bữa mấy bữa trời mưa thì ngang nó tùm tối lắm. Cái phòng này mình khám phá ban ngày thì là phòng này phòng bệnh nhi nữa cái nha.
vậy. Cái phòng siêu âm này cái ngay cái đèn mình, ánh đèn bên phải phòng siêu âm.